Loan vừa tới này cả nhà. Hôm nay chị Loan đi cùng với lại anh Hoa cả nhà. Vừa tới luôn. Dạ, mến chào đại định ha. Đó, hiện tại thì có một chị gái này cả nhà, từ xa đến mà chở theo một cái vali cả nhà, sẵn một cái đường là ghé mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan luôn. Đó, chị bom bom ra bên ngoài luôn cả nhà. Đó là một chị gái này rất là quen thuộc với shop luôn cả nhà. Trưa rất là nắng. À, đây thì có chuyến du lịch vừa đến luôn cả nhà. Qua mở cái Bali ra và bỏ hai cái bịch hàng vô trong đây. Chú này là người mới thì cả nhà, đến phụ chị Hồng Loan rồi cả nhà. Khi chú Chánh vừa lên tới á cả nhà. Mấy nay thì cũng có cô chú hỏi hạo nhân là sao không thấy anh Pha lên ngày hôm qua rồi cả nhà. Dạ, bên trong thì anh sắp xếp hàng bên trong ở trước ảnh ít có đi ra ngoài. Như tại ít ra ngoài nên thường thường á hậu nhân quay kênh trên nhà, trên kênh hậu nhân không thấy anh Pha thì cả nhà có hỏi rất là nhiều luôn đó, thì sẵn đây hậu nhân cũng chia sẻ và trả lời lại cho cả nhà mình nghe. Lần đầu tiên thấy có một chị gái mà đem theo cái vali đến bỏ hai bịch hàng vào bên trong rồi trả đi cả nhà. Bỏ điện thoại nó nguy hiểm à. Giờ thì xe cũng cháy cũng đang giao đến rồi cả nhà. Trời rất là nắng nha, ai cũng ra che mặt hết cả nhà. Quá trời nắng. Đó, bây giờ thì lấy phía bên kia cả nhà.
rồi giờ không cháy xong rồi cả nhà, công nhận bà chủ giờ không cháy này giàu thiệt luôn. Bữa đi 4 chỗ, đi 7 chỗ ha. Chỉ với con chỉ luôn, con gái biết lái xe luôn. Nhiều khi mẹ giao không kịp thì con đi giao cho mẹ. Chị thấy vậy á, có chiếc xe vậy chở hàng khỏe lắm luôn á. Chở được nhiều không? Chào đại định ha. Hiện tại thì bây giờ xe dâu Yến cũng đến cả nhà, chở hai thùng biển đến. Đây là một cái hãng xe Grab. Hảo Nhân hồi sáng cũng đăng ký với hãng này nè cả nhà. Em đăng ký chạy Grab. Hả? Ừ, gái trai đều chạy được hết, chị cũng đăng ký đi. Nó được 3 cái luôn. Không có ông đó, không có đóng trước tiền. Hết drama gì, ngày mai làm chạy rồi. Đăng ký rồi, 456.000. Đúng rồi, làm thêm. Thì hiện tại bây giờ shop của chị Hồng Loan bây giờ cả nhà. Thì hồi nhân cũng chia sẻ lên. Đi chạy Grab. Quay là quay thêm, tối quay thêm thôi. Đúng rồi, bây giờ cũng chia sẻ cả nhà, bây giờ mình chạy Grab đúng không? Mình cảm thấy mà trong lúc buổi trưa này nè, ít khán giả của chú bác đến mua hàng á, thì mình mở app mình chạy. Buổi chiều thì nhiều khán giả đến mua á, thì mình tắt app mà mình ở đây ở nhà chứ không lo, mình quay mình chia sẻ cho cô chú ở xa xem. Dạ, nói chung bây giờ là Hảo Nhân rất là đam mê làm YouTube. Nhưng mà đôi khi mình đam mê là đam mê, mình phải có thêm một công việc nữa để mà mình xây cua, với lại một phần nữa là mình có thêm thu nhập để mình nuôi cái công việc mình yêu thương, yêu thích làm. Có thêm thu nhập, đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì thành công gì? Đăng ký thì có gì đâu, ra ngoài đó đăng ký thôi. Dễ lắm. Sức khỏe không? Không. Đăng ký Grab á, nó có hai loại Grab. Grab này đăng ký rất là dễ nè. Lên nó sẽ lên trả nó đóng 460.000 và chỉ và làm hồ sơ cho mình 456.000. Trong đó là mình được phát hai cái nón bảo hiểm nè. Và một cái áo và một cái vỏ trên trước đó. Chị thấy đó là để mình bỏ đồ vô trong ăn trong đó đó. Cái túi trong đó thật là có cái lớp giữ nhiệt bằng bạc luôn. Đẹp lắm, cái vỏ này cũ rồi, cái vỏ em sáng mới lắm, vỏ mới. Nói chung mình đăng ký. Dạ, thì nói chung là cũng chia sẻ vậy thôi. Thì đa số thì Hảo Nhân sẽ ở đây thôi à cả nhà. Thì đăng ký cái app thì kiểu như đăng ký cho nó có thôi, chứ chắc cũng không có chạy nhiều đâu cả nhà. Không. Dạ, video khá dài thôi nha, cũng chỉ kết thúc ở đây cả nhà.